Oh,
สัมปันโนสุขโตโลกวิโยอนุตตรงบริสังฆมัสสารติสัพพานิเวมะโนสานังกุโตภะคะวะตุสัมมาคัมมุภะคะวะตาธัมโมนันเนติโกอะคะลิโกเอหิภาสิโกโอปะนะยิโกปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะมิอัตถะติบุริสยุคานิอัตถะบุริสังโฆกะระเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุเนโยปะหุเนโยนะเกโยอัญจะวิกะระเนโยอนุตตรังวุญญะเกตังโลกัสสะนะโมตัมมะพุทโธโสโลกะกัมเม
ตังยาชนกังปฏิอาโลกังวิรจังเกมังเอตัมมังกลมวัตมังเอตานิสานิกาตวานะกาปาปามะวะนิกาตาปาตะโตเงกชันติตังเตสัมมังกลมวัตมังมีหันโกยื้อไปโดยเงี้ยมองต่อยเทต้องตายกี่เดียงเป็นสาตัวเกิงยำโกดองกันหันสาเฟกี่เดียงกันมาต้องมองมีใจยุ่งสังโทธังดาวางเยี่ยวเยี่ยวสังกว่ากี่เดียงเด่นเลยบักเงินดันเทเทต้องNam mô Bụt Tha Dạ. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Tham Ma trên Phao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Quý vị đợi chút nha. Giờ mùa đông Việt Nam thì 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối, 17 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng, New York từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng, Cali từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, Paris từ 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng, con Khai Ma thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào quý đồng hữu. Hôm nay ngày thứ sáu ngày 14 tháng 2 năm 2020 Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay là đâu mất rồi. Quý vị đợi chút. Nam mô Bụt Tha Dạ. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Tham Ma trên Phao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối, Houston từ 7 giờ 30 đến
9 giờ 30 sáng New York, từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng Cali, từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng Paris, từ 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều Sydney, từ 11 giờ tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Khema thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào quý đạo hữu. Hôm nay là thứ 6 ngày 14 tháng 2 năm 2020 Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay là Trung Bộ Kinh, bài số 53, Kinh Hữu Học, từ câu 590 đến 596. Sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng còn xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc Kinh Lễ Bảo. Nam Mô Bụt Tha Cha. Nhất tâm nịnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên để văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam Mô Bụt Tha Cha. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh. Sau đây chúng con xin kính cung thỉnh, không biết Thượng Tọa Tuệ Siêu vô chưa? Dạ, để quý vị đợi chút nha. Dạ, bây giờ thì chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Cha. Nam Mô Bụt Tha Cha. Kính đại chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trong cách nói của chúng ta về sự tu tập thì có nhiều phương thức, nhưng mà phương thức chuẩn mực nhất có thể nói rằng đó là phương thức tu tập dành cho các bậc thánh hữu học. Với hai lý do, bậc thánh hữu học được hiểu là những vị đã hành tựu những quả vị như là sơ quả, nhị quả, tam quả, tức là các vị đã có thành tựu được niềm tin chân chánh, gọi là chánh tín, và đồng thời các vị đó vẫn còn có những cái nhu cầu cần phải tu học. Và từ hai điểm này thì sự tu học của các bậc thánh hữu học trở thành chuẩn mực để mà chúng ta noi theo. Ở trong bài kinh này thì Tôn Giả Nanda nói về các pháp tu của bậc hữu học, và điều này do chính Đức Phật Ngài chỉ định cho Tôn Giả Nanda giảng về đề tài này. Nanda đã dùng ý nghĩa của từ vựng mà chúng ta gọi là cụ túc
minh và hạnh, tức là hạnh đức và trí đức. Thường thường chúng ta nhớ rằng người tu tập có hai phần là phần hạnh và phần trí. Thì ở đây về hạnh đức và trí đức được nêu trong 15 pháp. Bây giờ mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh, và sau đó thì chúng ta sẽ cùng thỉnh Trần Đức Pháp Tính, vị giảng sư của chương trình hôm nay, gửi đến đại chúng ý nghĩa của pháp thoại này. Nam mô Bổn Thầy, gia chúng con kính tri ân thượng tòa giác đẳng để dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ, bây giờ thì con xin đọc chánh kinh. Thưa kinh hữu học Sekha Sutta 591. Tại sao gọi là kinh hữu học? Hữu học Sekha chỉ cho những ba bậc thánh vẫn còn phải tu tập, là tu đà hàm và Anaham. Tên bài kinh lấy từ nội dung pháp thoại về những pháp mà bậc thánh hữu cần huân tu để đạt đến cứu cánh giải thoát viên mãn. 592. Quý vị đã chúc 592. Thuở ấy, Đức Phật trú tại chùa Niroda Kapilavastu giữa dòng họ Sakya Thích Ca. Bây giờ hoàng tộc Thích Ca xây dựng một hội trường và cung thỉnh Đức Phật cùng chư tăng đến cúng dường thực phẩm trong lễ khánh thành. Trong dịp này Đức Phật đã thuyết pháp, rồi sau đó ngài dạy tôn giảng đa giảng về pháp tu tập của bậc hữu học. Trong bài pháp này, tôn giả Ananda nói về hai phẩm hạnh đức gồm 12 pháp và minh đức gồm 3 pháp cộng chung lại được gọi là bậc minh hạnh túc. 594. Hoàng thân Mahada Dana là nhân vật thế nào? Là một hoàng thân dòng Thích Ca, anh ruột tôn giả Đa. Vị này sùng tín Tam Bảo và là người nối nghiệp vua Tịnh Vạn, và sau này xây dựng kinh đô Kapilavastu mới. Năm 95, 12 hạnh đức gồm những gì? 12 pháp đó là: một là thành tựu giới hạnh, hai là hộ trì các căn, ba là tiết độ trong ăn uống, bốn là chú tâm tịnh giác. Từ pháp năm đến 11 đầy đủ 7 diệu pháp: tính, tàm, quý, tấn, văn, niệm, tuệ. 12 là chứng bốn thiền. Và này Mahanandama, thế nào là vị thánh tử thành tựu giới hạnh? Ở đây này Mahanandama, vị thánh đệ tử có giới hạnh, sống chế ngự với sự chế ngự của bổn Patimokkha, đầy đủ hoài nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu tập các hậu pháp ni ma na ma nè. Như vậy là vị thánh đệ tử thành tựu giới hạnh. Và này Mahadava, thế nào là vị thánh đệ tử hộ trì các căn? Ở đây này Bahanama, vị thánh đệ tử khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì? Vì nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ưu các ác bất thiện pháp khởi lên. Vị ấy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị thân cảm xúc,
ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân gì vì ý căn không được chế ngự, khiến tham ưu các ác bất thiện pháo khởi lên, vị ấy chế ngự nguyên nhân trị hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn này mà Nam A, như vậy là vị thánh đệ tử hộ trì các căn. Và này ma Nam A, thế nào là vị thánh đệ tử biết tiết độ trong ăn uống? Ở đây này ma Nam A, vị thánh đệ tử chân chánh giác sát thọ dụng món ăn, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, chỉ để thân này được duy trì, được bảo dưỡng khỏi bị gia hại, để chấp trì phạm hạnh, nghĩ rằng như vậy ta diệt trừ được cảm thọ cổ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không phạm lỗi lầm, sống được an ổn. Này Mahanama, như vậy là vị thánh đệ tử biết tiết độ trong sự ăn uống. Và này Mahanama, thế nào là vị thánh đệ tử chú tâm cảnh giác? Ở đây này Mahanama, vị thánh đệ tử ban ngày trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp, ban đêm trong canh một, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp, ban đêm trong canh giữa, vị này nằm xuống phía hông bên phải và bên hông bên phải như dán nằm con sư tử, chân gác trên chân với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng thiện lúc ngồi dậy, ban đêm trong canh cuối, khi thức dậy, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. Này Mahanama, như vậy vị thánh đệ tử chú tâm cảnh giác. Và này Mahanama, thế nào là vị thánh đệ tử thành tựu bảy pháp? Ở đây này Mahanama, vị thánh đệ tử có lòng tin sự cảnh giác, sự giác ngộ của Như Lai, ngài là Thế Tôn, bậc A La Hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Vị này có lòng tàm tự xấu hổ vì thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, tự xấu hổ vì thành tựu ác bất thiện pháp. Vị này có lòng quý tự sợ hãi vì thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, tự sợ hãi vì thành tựu ác bất thiện. Vị này là vị đa văn, nhớ nghĩ những điều đã nghe, tích tụ những điều đã nghe, những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, nói lên phẩm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh, những pháp như vậy vị ấy nghe nhiều, thọ trì đọc tụng bằng lời, được ý suy tư, được chánh kiến thể nhập, vì ấy sống tinh cần tinh tấn, trừ bỏ các pháp bất thiện, thành tựu các thiện pháp, nỗ lực kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp. Vì ấy có niệm thành tựu tuệ tối thắng, nhớ lại nhiều nhiều lần những gì đã làm từ lâu, đã nói từ lâu. Vị ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, thành tựu chánh thể nhập, đưa đến chân chánh độ, đoạn tận khổ đau. Này Mahanama, như vậy vị thánh đệ tử thành tựu bảy diệu pháp.
Và này Mahanama, thế nào là vị thánh đệ tử hiện tại lạc trú bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt mỏi, chứng đắc không phí sức? Ở đây này Mahama, vị ấy ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ, diệt tầm và tứ. Vị ấy chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh thất tâm, ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Vị ấy chứng và trú thiền thứ ba, xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước. Vị ấy chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Mahanama, như vậy là vị thánh đệ tử hiện tại lạc trú bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt mỏi, chứng đắc không phí sức. 596. Ba minh đức là gì? Vị thánh đệ tử nào chứng túc mạng minh đó thuộc về trí đức của vị ấy? Vị thánh đệ tử nào chứng nhãn minh đó thuộc về trí của vị ấy? Thánh đệ tử nào chứng lộ tận minh đó thuộc về trí đức của vị ấy? Này Mahanama, vị thánh đệ tử ấy khi chứng được vô thượng xả niệm thanh tịnh này, nhớ đến đời sống quá khứ sai biệt như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 20 đời, 40 đời, 50 đời, 100 đời, 1000 đời, 100.000 đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp. Vị ấy nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này, giọng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi tại chỗ kia ta được sanh ra tại chỗ nọ, tại chỗ ấy ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia ta được sanh ra ở đây. Như vậy vị ấy nhớ đến những đời sống quá khứ cũng như đến nén đại cương và các chi tiết. Đây là sự phá vỡ thứ nhất của con gà con ra khỏi vỏ trứng. Này Mahanama, vị thánh đệ tử ấy khi chứng được vô thượng xả niệm thanh tịnh này, thiên nhãn thuần tịnh siêu nhau thấy sự sống chết của chúng sanh, vị ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ. Quý vị đợi chút nha. Người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Vì ấy nghĩ rằng thật sự những vị chúng sanh này thành tựu những ác hạnh về thân, thành tựu những ác hạnh về lời nói, thành tựu những ác hạnh về ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo theo các nghiệp tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Còn những vị chúng sanh này thành tựu những thiện hạnh về thân, thành tựu những thiện hạnh về lời nói, thành tựu những thiện hạnh về ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú, thiện thiên giới trên các đời này. Như vậy các vị ấy với thiên nhãn
thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh, vì ấy tội truy rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Họ đây là phá vỡ thứ hai của con gà ra khỏi vỏ trứng. Này Mahanama, vị thánh đệ tử ấy khi chứng được vô thượng xả niệm thanh tịnh với sự đoạn tận các lậu hoặc, tự mình ngay trong hiện tại với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đây là sự phá vỡ thứ ba của con gà ra khỏi trứng. Không có đọc những cái dòng test chat của Lan Gia Nguyễn nha, đọc ở trong email á. Năm 97 pháp thoại đã kết thúc như thế nào? Một bậc đầy đủ 15 pháp trên là bậc minh túc, minh hạnh cụ túc. Như vậy này Ahamata, vị Nama, vị thánh đệ tử được gọi là minh cụ túc, hạnh cụ túc, minh hạnh cụ túc. Này Mahanama, phạm thiên Sanakumara, thường đồng hình phạm thiên có bài kệ như sau: chúng sanh tinh giai cấp, vương tộc là tối thượng, minh hạnh, vị minh hạnh cụ túc tối thắng ở nhân thiên. Này Mahanama, bài kể được phạm thiên sa năng cung mà là khéo hát, không phải vụng hát, khéo nói không phải vụng nói, có ý nghĩa không phải là vô nghĩa, và được Thế Tôn ấn khả, và bậc đạo sư không chuẩn thuận, và bậc đạo sư cũng chuẩn thuận. Rồi Thế Tôn ngồi dậy nói với tôn giả Ananda: lành thai Ananda, thật lành thai. Này Ananda, người đã giảng hữu học đạo cho cả Sakya, Thích Ca và Kapila và Thu Ca Tỳ La Vệ. Tôn giả Ananda thuyết giảng như vậy, bậc đạo sư ấn khả, các vị Sakya ở Kapila Hoa Thu hoan hỷ tín thọ lời Ananda giảng dạy. Dạ thưa, bài chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Chúng con xin kính cung thịnh đại đức Pháp Tính Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt-tha-cha. Nam mô Bụt-tha-cha. Nam mô Tham-ma-cha. Nam mô Sang-kha-cha. Con xin thành kính lãnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Minh Thành cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua phần dẫn nhập vừa rồi thì chúng ta đã nghe đọc và chánh văn nữa, chúng ta đã biết rằng đối với cái bài học ngày hôm nay thì tại sao mà có tên là Kinh Hữu Học Sekha Sutta. Vậy thì Kinh Hữu Học này là tại sao mà có cái tựa như vậy, là dựa theo ba bậc thánh, ba bậc thánh vẫn còn tu tập, là thứ nhất là bậc Tu Đà Quần, thứ hai là bậc Tư Đà Hàm, thứ ba là bậc A Na Hàm. Do vậy là bài kinh, cái tựa của bài kinh này được lấy từ nội dung của ba vị thánh hữu học, có nghĩa là lấy từ cái nội dung một cái thời pháp thoại nói về những cái vị thánh hữu học, nên ở trong cái bài kinh này có được cái tựa là như vậy. Ngài cái tựa bài kinh là như vậy.
Thì quý vị thấy rằng ở đây cái bài kinh Hữu Học hoặc là đối với những cái bài kinh khác, nếu mà khi mà có nói đến cái sự chứng đắc, cái sự chứng đắc thì coi như là luôn luôn là quý vị thấy rằng là phải trải qua cái gì, trải qua cái giới, cái lộ trình của giới, định và tuệ. Quý vị thấy rằng khi mà chúng ta tu tập bất cứ một cái pháp môn nào cũng vậy, nếu mà muốn có cái vị thế ở trong cái giáo pháp này, muốn chứng đạt được những cái tầng thánh này, thì chúng ta đều trải qua cái phần giới, cái phần định và cái phần tuệ. Cũng giống như là khi mà chúng ta xây một cái căn nhà thì chúng ta phải có cái nền móng nó vững chắc. Mà cái nền móng đó là gì? Là giới. Khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta phải có cái giới nó làm căn bản, rồi cái định nó là cái để mà phát sanh trí tuệ. Mà trí tuệ này ở đây á, để chúng ta bứng gốc được, chúng ta đoạn trừ được những cái phiền não. Một chút nữa thì chúng tôi mới nói về cái điều đó. Vậy thì cái bài học ngày hôm nay đó, quý vị thấy rằng kinh Tạng thường thường đều nhắc đến thời gian, địa điểm mà chúng ta là đi nhắc. Chỉ vị xác định là những cái bài học này có thiệt, những cái điều dạy này của Đức Phật có thiệt, được lưu truyền tới ngày nay. Thành ra ở trong cái bài kinh này chúng ta thấy rằng có những cái bài kinh thì thuyết quá là ở các cô này, thì Đức Thế Tôn khi mà lưu trú, có nghĩa là ở Ni Rô Thá thành Cá Bí La Quá Thú. Thành ra đó, lúc bấy giờ đó, là coi như là cái dòng Sắc Giá đó, đã xây dựng một cái chùa Ni Rô Thá. Rồi trong cái ngày khánh thành đó, mới thỉnh Đức Phật về, về để mà chứng minh. Mà quý vị biết thường thường đó, Đức Phật cùng với chư tăng đi đến đó, ngoài cái chuyện mà chứng minh cái sự cúng dường của ngôi chùa, luôn luôn Đức Phật sẽ có một cái thờ thuyết pháp, dù dài hay là ngắn, nhưng mà cũng có để chi vị, để khích lệ cho cái vị mà đã cúng dường. Và cái ý nghĩa mà cao quý nhất đó, là làm cho cái hội chúng trong đó người nào có hữu duyên sẽ được giác ngộ khi mà nghe cái lời giảng dạy của Đức Thế Tôn. Thành ra cái bài kinh này thì quý vị thấy rằng là được thiết tại chùa Ni Rô Thá, của cái dòng hoàng tộc Thích Ca xây dựng lên cái chùa này. Đó, thì khi mà xây dựng rồi thì họ đã thỉnh Đức Thế Tôn cùng với chư tỳ kheo về để mà chứng minh. Và sau khi chứng minh rồi thì Đức Phật đã thuyết lên cái bài kinh này tại một cái ngôi chùa gọi là cái ngôi chùa Ni Rô Thá. Thì ở trong cái pháp hội này đó, quý vị thấy rằng Đức Phật đã đến và cũng tham dự chứng minh. Rồi sau khi Đức Phật thuyết giảng tóm tắt Đức Thế Tôn, Đức Như Lai của chúng ta bị đau cái xương sống, có nghĩa là bị đau lưng á, biến bệnh đau lưng. Thành ra đó mới nói ngài Ananda là coi như là gấp cái Y Tăng Già Lê làm bốn trải ra cho Đức Thế Tôn nằm. Rồi sau đó Ananda hãy thuyết pháp đến hội chúng. Mà trong cái hội chúng này á, thì có một cái vị tỳ kheo Mahanama. Thì cái vị tỳ kheo Mahanama này á, là cái người mà cũng như là dẫn đầu ở trong cái hội chúng đó, mà
để mà nghe cái thờ pháp hội này. Vậy thì Đại Đức Mahānamá đó là có liên quan mật thiết với cái dòng họ Thích Ca. Ngài là anh ruột của tôn giả Anuruddha, và vị này Mahānamá là cũng như là rất là sùng tín về Tam Bảo, và sau này là một cái vị mà nối nghiệp của đức vua Tịnh Phạn sau này ở trong cái kinh đô Kamila Quách Thú mà đó. Thì quý vị thấy rằng vậy thì ngay chỗ này chúng tôi cũng nói thêm, thì quý vị thấy rằng có những người ta nói rằng Đức Phật tế độ cho quyến thuộc, cái này nó không có cái điều đó quý vị. Có nghĩa là những cái chúng sanh nào mà có hữu duyên với Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn quán xét thấy cái duyên lành của cái vị đó, Đức Thế Tôn sẽ thuyết giảng cho cái vị đó nghe, chứ không phải là quyến thuộc. Quyến thuộc thì mới thuyết như vậy, hoặc là người không phải là quyến thuộc thì thuyết như thế kia, vân vân. Cái điều đó không có. Cũng như hồi lúc trước chúng tôi mới tu, chúng tôi cũng có nghe cái vị đó, có một số vị nói ví dụ như Đức Thế Tôn thuyết pháp để tế độ ngài Kassapa mà ở Uluvina đó, cái ngài Kassapa mà thờ lửa đó, thì có một số vị nói rằng Đức Thế Tôn là coi như là có tính toán sẵn rồi thuyết pháp đạo sĩ Kassapa mà sau này trở thành trưởng lão Kassapa để chi, để tế độ một người mà được 1000 người. Có nghĩa là cái hội chúng của ngài Kassapa mà thờ lửa đó, thì cái hội chúng của ngài là 500 vị, cái vị em là 300 vị, rồi cái vị út nữa là 200 vị. Thì một số người người ta nói rằng Đức Phật cũng như là có cái sự sắp xếp mình tế độ một ông này mà được 1000 người. Khi mà chúng tôi mới vào trong cái cuộc tu này đó, chúng tôi nghe có một số vị thuyết giảng nói như vậy. Nhưng mà sau này chúng tôi coi kinh lại đó, hoặc là quý vị để ý coi, Đức Phật không có tính toán. Đức Phật không có tính toán ở trong cái chuyện đó, không có đi thuyết pháp mà cho tổng giám đốc nghe, rồi tổng giám đốc thường tính hoặc là sùng đạo, rồi là quyên cái công ty đó người ta sẽ theo đạo. Chỉ có ngày hôm nay thì mình có thể là mình có cái suy nghĩ đó, ngày hôm nay đó mình phàm phu thì mình có cái suy nghĩ đó, chứ Đức Thế Tôn thì không có cái điều đó đâu quý vị. Đức Thế Tôn thì đối với quyến thuộc hoặc là những người hung bạo, những người dữ tợn, Đức Thế Tôn thấy có duyên lành là thuyết pháp cho những cái vị đó nghe. Còn đối với ngài Kassapa mà thờ lửa đó, là do cái duyên lành của cái vị đó đến rồi, thành ra Đức Phật mới đi đến đó thuyết pháp, dẫn thần thông, vừa thuyết pháp vừa vận thần thông luôn đó. Quý vị cứ nhớ lại những cái giai thoại mà Đức Phật thuyết pháp cho vị này cho vị kia nghe đó, không có cái chuyện không có cái chuyện mà tính toán ở trong đó, không thể nào có cái chuyện tính toán ở trong đó. Nhưng mà do nhân duyên, do nhân duyên cái vị này có cái duyên là Đức Thế Tôn đến, Đức Thế Tôn thuyết pháp cho cái vị đó nghe, cái vị đó đắc được đạo quả hoặc là có niềm tin, thì những cái người đệ tử của cái vị đó, do thấy ngưỡng mộ cái vị thầy của mình, mà hôm nay cái vị thầy mình đã có nhận một cái vị sa môn làm sư phụ rồi, thành ra là các vị này sẽ đi theo luôn, đi theo thầy của mình, đi theo cái chiều hướng, cái đường hướng để mà tu tập, chứ không phải là Đức Thế Tôn tính toán ở trong điều đó. Thành ra chúng tôi cũng mong rằng quý vị cũng nhớ những cái giai thoại này, những cái giai đoạn này, thì chúng ta nghe những người nào nói mà Đức Phật có sự tính toán là coi như là người đó sai lầm một cái chuyện, mà sai lầm rất là lớn. Một bậc thiên nhân chi đạo sư, một bậc thầy của trời và người mà dám nói là Đức Phật tính toán, dám lấy cái tinh thần, cái sự suy nghĩ của phàm phu mình ra mà nói Đức Phật như vậy. Thành ra đó, nếu mà quý vị mà tin theo cái điều đó, thì không chừng đâu mà mình đi chung cả đoàn, mình đi chung cả đoàn nó rất là nguy hiểm. Một bậc thầy của trời và người mà quý vị nghĩ đi, sao mà tính toán được. Bây giờ
Thật ra đó, nhiều khi đó, mình nghĩ đó, đối với chúng ta còn phàm phu. Nhiều khi chúng ta thấy rồi, trong gia đình đó, cái ông nội, ông ngoại trong gia đình đó đó, người mà ảnh hưởng lớn đến trong gia đình, thì thôi giờ mình tế độ ông này, tự nhiên là gia đình người ta đi theo, người ta đi theo đạo. Thì đối với cái tâm phàm phu, cái trí phàm phu mình thì có cái chuyện đó, chuyện đó có thể xảy ra, có thể xảy ra. Còn đối với bậc đạo sư của chúng ta đó, cái chuyện nó không có, quý vị. Đối với các vị thánh nhân, quý vị biết không, chúng tôi đọc ở trong nhiều cái sách sử, mấy ngài nói rằng đối với danh lợi là các ngài đã đoạn tận rồi, đoạn tận được khi mà cái minh thứ ba mà nó sanh lên đó, là đoạn tận lậu hoặc rồi. Làm sao mà các ngài muốn chúng, các ngài có đồ chúng lớn mạnh, không bao giờ có cái chuyện đó. Thậm chí mà quý vị thấy đó, cái vị Bà La Môn hỏi ngài Xá Lợi Phất đó, ngài thích cái tuổi thọ của ngài nó được lâu không? Không. Vậy ngài muốn chết liền không? Vậy thì ngài muốn làm sao? Nó tùy theo duyên. Khi mà hết duyên rồi, hết tuổi thọ rồi, thì tự động mạng sống bị chấm dứt. Thì ngay cả cái sự sống kéo dài đó mà các ngài còn không ham, nữa, thì làm sao mà các ngài mà muốn có cái đồ chúng nó nhiều, quý vị? Do là có cái duyên lành với nhau, có duyên lành với nhau, thành ra mình được gặp các ngài, hoặc là do có cái duyên lành với nhau mà các ngài đi đến tế độ chúng ta, mà chứ không phải là do chúng ta là gia chủ hay là đại thí chủ gì hết. Cái điều đó nó không có. Bây giờ trở lại với cái vấn đề của bài kinh đó, thì quý vị thấy rằng vậy thì cái pháp hội này đó, cái pháp hội này thiết đến cho ngài Mahānāma. Rồi ở trong cái lời mà thuyết giảng của ngài Ananda đó, là chuyển tải những cái điều gì, quý vị? Chuyển tải về những cái pháp tu tập của bậc hữu học, những cái pháp tu tập của bậc hữu học. Mà trong cái thờ pháp hội này đó, trong cái pháp này á, là gồm có cái gì? Gồm có những cái đức hạnh, đức hạnh gồm 12 pháp, và minh hạnh, thì gồm bao nhiêu pháp? Gồm 3 pháp, cộng chung lại đó, được gọi là bậc minh hạnh túc, quý vị thấy rằng vậy thì ở trong cái minh hạnh túc này á, là cái gì? Là thứ nhất là cái, nếu mà nói về cái sự mà tu tập, nói về cái sự tu tập, thì thứ nhất á, là phải thành tựu về giới hạnh, thành tựu về giới hạnh. Quý vị biết á, ở trong cái đời sống này á, khi mà chúng ta xuất gia rồi đó, đối với cái người xuất gia, cái vị tỳ khưu thì có 227 giới, vị sa di á, thì có 10 giới, hoặc là 105 học giới đó. Thì khi mà mình thành tựu là như thế nào? Có nghĩa là những cái điều học này mình được gìn giữ, nó tròn, nó không có bị phạm, nó không có bị phạm ở đó. Vậy thì ngoài đó là cái cách mà chúng ta tu tập để mà chúng ta giữ giới. Mà ở đây chúng tôi cũng nhắc thêm, cái sự giữ giới này không phải là giữ để cho người ta nhìn mình, để cho người ta coi mình, mà mình giữ giới để chỉ vì để tâm của chúng ta được thanh tịnh, tâm của chúng ta được thanh tịnh do mình không có phạm giới, thì tâm của mình được thanh tịnh, thanh tịnh rồi nó được, sẽ được vắng lặng, vắng lặng. Thì như vậy đó, thì chúng ta không có cái dẫn đến cái sự bất hối, không có dẫn đến cái sự mà hối hận, quý vị đó. Nhưng mà có nhiều người ở trong cái thời nay á, người ta bị người ta bị cái chướng ngại này. Có nghĩa là người ta đi đâu người ta cũng nghĩ là họ là một cái bậc mà có giới hạnh, ngoài ra họ đó thì không có ai bằng đó. Cái điều này nó sai lầm, quý vị. Cái điều này nó sai lầm. Quý vị mà tu tập đó, hỏi quý vị á, quý vị gìn giữ ngũ chi, quý vị gìn giữ ngũ giới đến chi? Để mà mình không có lỗi lầm, mình không có lơ lầm đến chi, quý vị? Để tâm mình không có khởi lên cái sự hối hận,
chứ đâu phải là quý vị giữ giới đó là để cho bạn đồng đạo mình thương, là bạn đồng đạo của mình mà cũng như là tán dương mình. Thì cũng vậy, đối với đời sống của vị tu sĩ, khi mà giữ gìn giới để chi, ở trong cái bài học này giữ gìn giới để chi, để mình thành tựu được giới hạnh. Mà mình thành tựu được giới hạnh là để chi, để chi, để mà mình hộ trì các căn. Để mà mình hộ trì các căn có nghĩa là mình không có bị cái sự hối hận ở trong đó. Đó thì chúng ta nên nhớ cái điều này, chứ không phải là thí dụ như chúng tôi mà bây giờ hỏi quý vị, có nhiều người mà gọi là cái thu thúc cò đó, có nghĩa là khi nào mà quý vị đi đến, quý vị gặp chúng tôi ráng, chúng tôi ngồi, chúng tôi liêm diêm vậy đó, ngồi nghiêm chỉnh liêm diêm. Nhưng mà khi mà quý vị về rồi đó thì chúng tôi nói bà này bà lợi đây bà không có cúng mình được cái gì hết, không có cúng mình được cái gì, làm sáng giờ ráng gồng thấy mòn. Thì cái chuyện đó, cái điều đó là nó không được, cái điều đó là không được. Cái giữ gìn giới ở đây để chi? Để làm cho tâm của mình đừng có bị hối hận, đừng có bị hối hận về cái sự mà vi phạm. Thì đối với các vị cũng vậy, các vị đừng có nghĩ rằng là mình giữ giới để cho người ta biết mình, mà mình giữ giới để cho cái tâm của mình nó không có bị cạo hối, mà nó không có bị hối hận về cái sự mà giữ giới đó. Rồi mình hộ trì các căn. Hộ trì các căn là có nghĩa là như thế nào? Hộ trì các căn là như thế nào? Rồi thật sự ra đó thì ở trong kinh điển quý vị đã từng nghe rồi. Vị thánh đệ tử khi mắt thấy sắc không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân gì nhãn căn không được chế ngự khiến tham u các ác vân vân. Thì đúng ở trong chánh văn như vậy, chánh văn đã lấy cho chúng ta rất là nhiều và chúng ta nghe giảng cũng rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ ở trong cái bài pháp này, chúng tôi muốn là chúng ta phải biết cái sự thực hành, biết cái sự thực hành. Ví dụ như khi mà chúng ta tu tập, khi mà chúng ta lúc đó chúng ta tập những cái tiếng động hay là những cái hình ảnh nó lọt vào ở trong nhãn căn của chúng ta, có nghĩa là nó đi vào ở trong mắt của chúng ta, thì luôn luôn chúng ta phải biết phân biệt danh pháp và sắc pháp. Danh pháp và sắc pháp, hoặc là đối cũng hoặc là nếu mà những cái đối tượng khác, khi mà mình thấy người ta cười chế giễu mình, mình chỉ nhìn đó là xương, nhìn đó là xương, nó xương thì nó thuộc ở trong cái nhóm nào, nó thuộc ở trong cái nhóm nào, quý vị biết xương nó thuộc trong nhóm nào không, quý vị có nhớ không? Cứng và mềm là thuộc ở trong cái nhóm nào? Cái gì mà nó mang cái tính chất cứng và mềm? Đất, đúng rồi. Thì ở trong cái pháp thoại này đó, chúng tôi muốn quý vị là cái hộ trì các căn là quý vị thường thường là bây giờ là quý vị phải vào ở trong cái sự tu tập. Còn ở trong cái phần chánh văn á, thì chúng ta đã nhớ rồi, khi mắt thấy sắc không có nắm giữ tướng chung tướng riêng đó, thì đời sống của chúng ta hàng ngày, sinh hoạt của chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta lên lớp học hoặc là chúng ta gặp mọi người thì chúng ta phải chào, thí dụ như chào cái vị đó tên là gì đó, mình cũng phải chào hỏi bằng cái pháp xã giao. Còn khi nào mà mình tu tập á, mình mới phân biệt danh và sắc. Nó ở đây thì chúng tôi nói luôn cái chuyện mà có những người người ta không có tỉnh giác, khi mà gặp nhau thì không chào, khi mà gặp nhau thì không chào, rồi còn biện luận là mình mới học về ngũ uẩn, mới học về danh pháp và sắc pháp, bây giờ thì có gì đâu là đàn ông đàn bà. Cái điều đó là khi mà chúng ta tu tập, chúng ta có cái sự mà chánh niệm, chúng ta phân tích được, chúng ta phân tích được cái nhóm nào là đất, nước, lửa, gió, cái nhóm nào là ngũ uẩn, hoặc là cái nhóm nào mà nó những cái bất thiện pháp nào nó làm cho chúng ta khởi lên
tham sân si. Còn khi mà chúng ta mà gặp nhau đó, hoặc là ở trong cái đời sống ở trong gia đình, ví dụ như chúng ta có cha có mẹ có ông ngoại bà ngoại gì đó, và bây giờ tự nhiên chúng ta mới học là toàn là ngũ quẩn danh sắc không à, danh pháp sắc pháp không à, ra không có chào nữa đó. Cái điều đó nó rất là nguy hiểm. Cũng như có những người chúng tôi biết rằng là bình thường thì vợ chồng sống rất là hạnh phúc, nhưng mà sau một thời gian đi học thiền, sau một cái thời gian đi học thiền về thì vợ chồng mất hạnh phúc, mất hạnh phúc. Lúc đó cái người đó, thí dụ như hồi trước chúng tôi biết có những người mà đi học thiền minh sát về, coi như là hồi trước thì nấu đồ ăn rồi dọn ra, chồng vợ rồi con cha mẹ sum họp quay quần bên nhau ăn xong rồi rửa dọn dẹp. Từ khi mà đi học thiền minh sát về đó thì coi như là cứ ngồi ở đó là múc rồi đưa lên rồi chạm vào môi rồi chạm vào lưỡi rồi nhai. Thành ra quý vị biết rằng lúc đó ở trong nhà có một cái vị đó làm gì ở trong nhà có một người nè, rồi riết thì cha mẹ ruột cũng buồn, rồi giờ sao nói được giờ con, rồi chồng thì cũng buồn. Sao bây giờ không lẽ giờ chuyện vậy mà mình bỏ, mà mình cứ gánh chịu từ từ, gánh chịu từ từ hoài đó, mình cứ gánh chịu hoài thì lâu ngày nó bỏ. Quý vị bây giờ quý vị thấy ví dụ như giờ trong gia đình mình, tự nhiên giờ có ai tới giờ ăn cái bắt đầu đưa cái muỗng múc vô cái chén cơm rồi niệm múc đưa lên rồi xúc chạm vào môi rồi bắt đầu là nhai từ từ rồi là ngồi cứ chú ý cái chuyện đó. Thật ra đó là quý vị nên nhớ rằng là ở trong cái việc mình học tâm đại thiện hợp trí vô trợ, rồi tâm đại thiện hợp trí hữu trợ, thì tại sao mà cái vị thiền sư đó phải dạy mình như vậy? Tại vì mình là coi như là mình hữu trợ, có thể là chúng ta tục sanh bằng cái tâm đại quả mà nó hữu trợ nó hữu trợ đi. Thành ra đó khi mà dạy thiền cho cái vị đó thì phải múc rồi đưa lên rồi xúc chạm lên môi, ghi nhận những cái cảm giác đó này kia vân vân, cảm thọ ghi nhận những cái cảm thọ đó, thì để cái lúc mà chúng ta tu tập á thì chúng ta mới lấy cái đó ra chúng ta xài, mà chúng ta không phải là lấy ra chúng ta làm từng cái động tác ở đâu. Ví dụ như giờ mình vừa ăn mà mình vừa ngó ra ngoài hẻm, ngoài cửa sổ, mình vừa ca đó, thì mình biết là do cái tâm mình nó phóng mạnh quá, thành ra mình phải ghi nó lại bằng cái cách này. Còn khi mà chúng ta ghi nó lại bằng cái cách này đó, chúng ta biết là chúng ta đang múc lên rồi chúng ta đưa lên tới miệng, thì chúng ta đã ghi nhận được như vậy đó, thì từ từ chúng ta sẽ lược bỏ bớt cái phần mình niệm, lược bỏ bớt cái phần niệm là có nghĩa là đọc lên á, múc rồi đưa lên môi, xúc chạm rồi cảm thọ, chúng ta bỏ bớt những cái phần đó và chúng ta vẫn ăn lại bình thường. Nhưng mà trong khi ăn chúng ta có cái sự chánh niệm. Thí dụ như bây giờ cái giai đoạn mà múc mà đưa lên miệng chúng ta theo không kịp, nhưng mà lúc mà nằm ở trong cái miệng của chúng ta rồi mà chúng ta nhai được đó, chúng ta nhai được đó, thì lúc đó chúng ta cũng quan sát được cái cảm thọ, hoặc là đời sống bình thường chúng ta, ví dụ như là chúng ta ăn chậm rồi chúng ta nhai kỹ vân vân thì cũng được thôi. Nhưng mà chúng ta phải lược bỏ bớt những cái phần mà múc rồi đưa lên rồi xúc chạm rồi này kia đó, thì cái đó là khi mà chúng ta mới khi mà mình hỗ trợ cái tâm mình nó chậm quá, thành ra phải đi theo cái từng tự đó. Rồi khi mà chúng ta biết chúng ta tu tập rồi đó, khi mà chúng ta tu tập rồi đó, thì chúng ta phải ngưng lại những cái phần đó. Là chi với quý vị? Là ở đây cái cốt yếu đó, là chúng ta tu tập để mà chúng ta lấy cái chất vị, có nghĩa là chúng ta lấy được cái sự chánh niệm trong khi ăn, hoặc là trong khi chúng ta ngắm nhìn các cảnh,
Đó, chúng ta lấy được cái chánh niệm, chứ không phải là mình tu tập để cho chồng mình coi, để cho con mình coi, để cho cha mình coi, để cho mẹ mình coi. Không phải là mình tu tập để như vậy. Đó, mà mình tu tập để mà mình có cái sự ghi nhớ, ghi nhớ là mình đang ngồi ăn. Thật ra quý vị biết, nhiều chúng tôi biết nhiều người vướng vào những cái điều này, vướng vào những cái điều này, thì ai mà cảm thấy cái cuộc đời này là khổ thì tự động mình sẽ quay trở lại là tôi tu đến chi, tôi tu để cho tôi có cái kinh nghiệm của tôi, tôi tu để chúng tôi có cái kinh nghiệm của tôi tu đến chi để tôi có cái chánh niệm của tôi, chứ không phải là tôi tu là để mà tôi khoe, tôi khoe với cái người nào là ở trong gia đình là tôi mới vừa đi học một cái khóa thiền minh sát về. Không phải là mình làm những cái hành động đó để mà mình khoe. Thì thật sự ra chúng tôi cũng không giấu gì quý vị, ngày xưa mà mới vào ở trong chùa đó, mình mới đắp được cái chiếc y á, mình cũng mừng lắm quý vị. Giống như là mình cũng có cái tâm mà muốn, giống như là đi khoe vậy đó. Rồi mình biết được cái gì chút ít á, là mình cũng muốn đi khoe. Thành ra đó, chúng tôi biết rằng có những người cái tâm lý họ mới học được, hoặc là họ mới vừa biết được một cái điều gì á, thì họ cũng rất là vui. Thành ra cũng như là muốn mọi người biết mình là có đi tham dự cái khóa thiền đó vậy vậy. Đó, nhưng mà cái đó thì mình cũng làm cái niềm vui của mình trước khi ngủ, hoặc là có nghĩa là mình âm thầm thôi, mình âm thầm mình biết thôi quý vị. Quý vị nhớ một khoảng thời gian mà ở trong banh thốt của chúng ta không? Cứ tối ngày cứ nói cái vụ chai mặn, thịt cá chai mặn thế. Quý vị, chúng tôi lúc đó, khi mà nghe nói tới là mình phân tích, mình giải thích dữ lắm. Còn giờ quý vị thấy không? Không bao giờ. Mệt lắm rồi. Mệt lắm rồi, thành ra ai muốn ăn gì ăn. Ai muốn làm gì làm đó. Chứ hồi lúc trước á, quý vị biết rằng chúng tôi gặp mấy cái vụ đó cứ lên phân tích riết Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Bắc Truyền, rồi ăn thịt cá, rồi ăn chay, ăn đủ thứ tùm lum hết. Thì thật sự ra đó, thì cái gì mình mới mình thích khoe lắm quý vị, thích khoe người khác biết. Còn bây giờ quý vị biết có nhiều khi chúng tôi đi trên xe những cái chuyến xe mà đi hành hương ai nói gì nói thì chúng tôi ngủ tỉnh bơ, nói đạo Phật giáo Nguyên Thủy ăn mặn, rồi tôi ăn chay một tháng 8 ngày hay là một tháng được 24 ngày gì đó. Quý vị biết giờ chúng tôi nghe đó thì mình cũng ngủ bình thường nó không phản ứng quý vị. Chắc chúng tôi nghĩ rằng cái mình mệt quá rồi đó. Thành ra chúng tôi biết những cái điều này nó liên quan đến những cái điều kia, có nghĩa là khi mà mình biết được chút xíu gì đó mà mình cũng muốn khoe của nó, thì huống hồ gì mà quý vị đi học thiền minh sát về mà quý vị không khoe đó. Nhưng mà từ cái khoe đó là chết mình, mình thực hành nó sai pháp. Mình thực hành để chi? Để ghi nhận cái pháp, ghi nhận cái sự chánh niệm của mình, chứ không phải là mình khoe cái đó. Thành ra trở lại vấn đề mà nói về mà không nắm giữ tướng chung tướng riêng. Rồi quý vị biết tướng chung tướng riêng chưa? Tướng chung tướng riêng là chúng tôi cũng nhắc qua một lần. Cái tướng chung là như thế nào? Đàn ông, đàn bà là tướng chung. Bây giờ quý vị thấy rằng coi như là quý vị nghe âm thanh này rồi, cái tướng chung, cái giọng khàn khàn, cái giọng này là giọng người nam, cái giọng người nam chứ không phải người nữ, giọng người nam không phải giọng người. Rồi mình nghe những cái tiếng đó mình phân biệt, cái tiếng đó cái tiếng người nữ, cái tiếng đó là tiếng người nữ nha. Đó thì cái đó gọi là cái tướng chung, cái đó gọi là tướng chung. Mình nghe cái âm thanh mình nó hơi mạnh mạnh, mình nó hơi ồ ề đó. Nhắc tới cái câu này chúng tôi nhớ sư trưởng liền. Lúc trước chúng tôi diễn tả cái âm thanh, cái tướng chung của người nam là gồ ghề. Lúc đó sư trưởng kêu chúng tôi, sư trưởng nói cái âm thanh sao mà gồ ghề được. Cái ổ gà, cái con đường nó mới gồ ghề, là nó có ổ gà thù này kia. Còn cái âm thanh thì nó ồ ề,
Quý vị thấy không? Quý vị thấy rằng khi mà sư trưởng mà giải pháp, ngay cả cái cách sử dụng là danh từ và sử dụng danh từ, sử dụng từ ngữ, quý vị thấy sư trưởng dạy từng chữ, là từng chữ cho chúng tôi. Thành ra khi mà nhắc về cái tướng chung, tướng chung này, chúng tôi nhớ lại sư trưởng này. Sư trưởng nói mai mốt thiết giảng âm thanh là ồ ê. Cái tiếng của người Nam á thì nó hơi mạnh hơn quý vị, giống như mà nói ở trong mà âm nhạc là nó bass nhiều hơn, nó bass nhiều hơn đó. Thành ra đó, đừng nghe Phật tử Nhật Quỳnh, đừng nghe vậy tưởng chúng tôi lúc này lo nghe nhạc, không có chuyện đó nha, không có thời gian rảnh đó. Rồi, thí dụ như quý vị nhìn cái hình ảnh, quý vị phân biệt, cái đó là người nam đó, những cái đặc tính đó nó hình thành người nam, những cái đặc tính đó nó hình thành người nữ, cái đó là tướng chung. Rồi bây giờ tướng riêng là như thế nào? À, tướng riêng đó nha, đó, ông này coi vậy chứ cái âm thanh của ổng nghe ồ à vậy, nhưng mà khi mà nhìn cái tướng thì nó cũng đẹp ha, nước da nó cũng trắng trắng rồi, người nó cũng vừa vừa. Hoặc là mình nghe cái âm thanh của người phụ nữ đó, mình khi mà mình bắt tiếng á, thì mình thấy cái tiếng của người này sao nghe nó không có dịu ngọt, mà tại sao mà gặp cái người á, thì thấy rất là dịu ngọt, vân vân. Thì những cái đó là tướng chung, dạ xin lỗi, những cái đó là tướng riêng, chúng ta tướng riêng. Thì đối với một cái vị á, mà tu tập á, để mà mình hộ trì các căn á, thì chúng ta không nên chúng ta không nên mình bắt, nhất là cái tướng riêng, mình không nên bắt những cái tướng riêng. Là tại sao quý vị? Tại cái tướng riêng á, một á là nó làm cho chúng ta dễ khởi lên tham ái, để mà đẹp, để mà mình cảm thấy thích thú thì nó khởi lên cái tham ái. Mà bây giờ á, mà cái tướng đó đó mà mình thấy nó không có vừa lòng á, thì cái tâm sân mình nó sẽ phát sanh lên. Không biết trong khi chúng tôi giảng có ai nghe cái âm thanh đó, nó không có im dịu rồi, nghe rồi bực mình không? Chứ thường thường á quý vị biết đó, có một số tôn giáo bạn, người ta chú ý về cái âm thanh nè quý vị, người ta rất là thích cái âm thanh mà nó mềm mềm, cái âm thanh nó im im. Rồi cái cử chỉ mình ngồi trên pháp tọa đó, mình ngồi trên cái bàn mà mình thuyết giảng á, quý vị biết một số cái hội chúng đó, người ta thích là mình phải làm cái kiểu, hãy mà mình làm nó cứng quá thì người ta nói rằng mình người cái vị đó nó hơi thô, mà hãy mà mình làm mềm mềm mình làm mềm mềm thì họ nói là giống ấy quá. Giống những cái người mà thế giới thứ ba, chứ người ta không có chú ý vào cái thờ pháp quý vị. Bởi vậy quý vị thấy rằng thật sự ra đó, đối với các vị ở trong cái lớp Banh Thoát đó, quý vị biết giảng ở Banh Thoát đó, có nhiều khi đó, chúng tôi thấy hoan hỷ và giảng ở những cái chùa mà thuộc về Nam Tông đó, thì rất là vui quý vị. Ở chùa mà Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì quý vị vì biết rằng đơn giản nhiều khi mình nói về hộ trì các căn, hoặc là tứ nhân tạo trí đồ thân đồ chỗ ở sạch sẽ, thấu ái giao ngoại giáo đó, thì quý vị biết rằng tôi thấy về những cái chi pháp đó hoặc là ngũ uẩn, chúng tôi nói rằng cái Phật tử ở Phật giáo Nguyên Thủy mình, chúng tôi thấy người ta ngồi chăm chú người ta nghe, có nhiều khi nó trễ giờ, có nghĩa là ban tổ chức người ta quy định cho là 45 phút, có khi mình thuyết á là nó quá 45 phút nữa. Là tại sao? Tại vì mình thấy Phật tử chăm chú người ta nghe, người ta thích nghe pháp. Ví dụ như người ta thích nghe về cái gì đó mình nói lên, có ngài Nan Đa hoặc là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mahanama, ngài Kacayana vân vân đó, thì thường thường á là người ta thích về cái sự nghe pháp. Thành ra quý vị thấy rằng nhờ như vậy chứ, mà khi mà người ta nghe nói về hộ trì các căn là người ta hình dung ra được liền, tuy rằng người ta nhớ chậm hoặc là người ta không thuộc hết được nguyên cái câu văn đó,
không thuộc hết hết được là khi mắt thấy sắc không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân gì khiến nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ưu các ác bất thiện pháp khởi lên, ta không nhớ được là cái đó là nguyên cái câu văn. Nhưng mà quý vị thấy rằng người ta nhớ được cách để mà mình tu tập, là mình hiểu được, là mình hiểu được ở trong cái ý nghĩa đó, thì chúng tôi cũng mong rằng, là chúng tôi cũng mong rằng quý vị, nếu mà quý vị có thời gian, là thì quý vị học những cái câu này, học thuộc lòng nó hay lắm. Rồi nếu mà không có thời gian, thì chúng ta cũng phải lấy được cái ý nghĩa, có nghĩa là mình gìn giữ nhãn căn hoặc là nhĩ căn của mình, mình không có nắm giữ những cái tướng chung tướng riêng mà như chúng tôi vừa trình bày. Rồi kế tiếp thì quý vị thấy rằng là tiết độ, biết tiết độ trong ăn uống. Thật ra đó thì đối với cái chuyện ăn là quý vị thấy rằng ở trong đây, ở trong cái bài này là hoặc là những cái bài khác nữa, quý vị thấy rằng có điều có một cái câu kế tiếp là gì quý vị biết không? Diệt trừ cảm thọ cũ và ngăn ngừa cảm thọ mới, không cho khởi lên các cảm thọ mới đó. Quý vị biết rằng đối với ở đời sống của chúng ta ngày nào chúng ta cũng trị một cái loại bệnh, ngày nào chúng ta cũng trị một cái loại bệnh đói, bệnh đói của chúng ta. Quý vị thấy không, bệnh cảm uống thuốc vài bữa hết, từng lễ hết, tháng hết, bệnh sổ mũi hay là bệnh đau đầu gì đó vân vân, thì coi như là trị từng lễ tháng gì đó, tùy theo cái cơ thể của con người nó đều hết đó. Còn đối với cái bệnh đói của chúng ta đó, là quý vị thấy rằng coi như là ngày nào cũng trị hết. Thành ra chúng ta có một cái bệnh này nó dai dẳng lắm. Cái bệnh đói là cái bệnh mà nó dai dẳng nhất. Có nhiều người người ta nói là tại sao mà mình nói như vậy. Thật sự ra đó, cái này nó cũng là một cái loại bệnh quý vị, nó một cái loại bệnh. Nếu mà có ngay cái bữa mà chúng tôi ngồi ở trên xe cấp cứu chung với các vị sư mà chúng tôi mới ngồi trên xe cấp cứu, lúc đó là đâu có làm cái gì quý vị, chỉ nhìn sư trưởng ở trong xe cấp cứu thôi, còn cái người y tá đó thì ta đang cho ngài thở oxy. Thì chúng tôi mới nói với cái vị sư đi chung, cái cuộc đời của mình nó chỉ có ăn vậy thôi, ăn no vô rồi đi toilet rồi đi ngủ vậy, đi làm, rồi từ từ dần dần nó đến già, nó đến bệnh, rồi cuối cùng nó chết. Mà chết đó, mà được sạch sẽ đó, mà chết đó, mà nó ra đi một cách dễ dàng đó, thì cũng mừng. Và nhìn lại cái cuộc đời thì phải nói rằng thật sự mình cảm thấy mình buồn quý vị, cảm thấy rất là buồn. Đúng là cái cuộc đời này coi như bởi vì chúng tôi nhớ cái câu pháp cú mà các ngài đã phổ ra một cái dòng thơ khác, một cái dòng kệ thơ khác á, bèo mây bến cũ vần xây lối về, bèo mây bến cũ vần xây lối về, coi như là chúng ta lây quay chúng ta làm ra để có tiền, để chi vị, để che thân rồi để chữa trị cái bệnh đói này đó, là nó cứ vòng vòng vậy thôi. Thành ra đó khi mà quý vị thấy ở trong cái cuộc đời mình nó khổ, mình nhìn mình càng suy nghĩ sâu về cái điều này giống như mình càng bị bất lực quý vị. Chúng ta càng bị bất lực, quý vị bị bất lực không, là tại sao cái cuộc đời của mình cứ làm lụng, rồi có bỏ cái sức khỏe ra đi làm rồi có tiền là mua thức ăn về ăn xong rồi phải ở trong nhà vệ sinh, rồi sáng mai lại tiếp tục cái hành trình đó. Thì mình cảm thấy mình vô vọng, mà mình bất lực với những cái điều này. Chúng tôi nói thiệt quý vị, chúng tôi biết
có những cái gia đình đó, người ta giàu có mà người ta gặp cái hoàn cảnh này, người ta suy nghĩ không ra, và người ta suy nghĩ không ra, thành ra chính vì vậy đó người ta mới đến những cái quán bar, những cái vũ trường. Chúng tôi biết có người do họ không có duyên lành, họ không có suy nghĩ ra được cái lối thoát, thành ra họ giải sầu ở trong một cái quán cà phê nào đó vào cái buổi tối, hoặc là ở trong một cái quán bar nào đó vào cái buổi tối này, hoặc là họ giải trí ở trong một cái vũ trường nào đó vào trong cái buổi tối này. Nhưng mà ở trong Phật học của chúng ta, Đức Phật đã dạy cho chúng ta tiết độ trong ăn uống, có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là chơn chánh giác sát. Mình thọ dụng cái món ăn này đó là để làm chi? Không phải để vui được, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp, mà chỉ có duy trì cái thân này được bảo dưỡng khỏi những cái sự mà tai hại để chấp trì phạm hạnh. Thì quý vị, khi mà quý vị mà có quán xét về cái điều này, chúng tôi nói thật sự là quý vị mà nhớ được cái câu Phật ngôn này là quý vị có cái lối thoát. Là chúng ta có cái lối thoát. Nhiều lúc á, chúng tôi đã quán xét những cái điều này rồi, là quán xét về những cái điều này rồi, thì quý vị thấy những cái câu Phật ngôn này Đức Phật dạy cho chúng ta, chúng ta mà quán xét lại đó, là chúng ta có cái lối thoát. Quý vị thấy rằng có những người đời người ta không có được cái lối thoát này, là không có được cái cách để mà dẫn đến cái lối thoát. Mà chúng ta học ở trong Phật pháp đó, những cái câu này đó, chúng ta đọc đi, là đọc đi, đọc nhiều lần, rồi khi mà chúng ta ăn, hoặc là khi mà chúng ta mặc những cái bộ y phục, quý vị cứ quán xét đi, là tự nhiên lúc đó mình sẽ thấy nhiễm màu đến cỡ nào. Bởi vì có nhiều lần chúng tôi muốn nói đúng ra đó, Phật của mình đó, là phải để cái chữ là Phật pháp nhiễm màu. Mà quý vị thấy rằng đời sống cơ cực, mà tại sao phải kiếm chén cơm manh áo, hoặc là những cái bộ y phục để mình mặc, rồi bây giờ mình biết ai mà người ta quá giải cho mình những cái điều này? Chỉ có những cái câu Phật ngôn này quá giải cho mình. Mà hãy mỗi lần mà mình đọc lên để mà mình quan sát á, thì quý vị thấy rằng gỡ bỏ được nỗi sầu, nỗi buồn ngay tại chỗ đó luôn. Thành ra chúng tôi muốn nói rằng, nhiều khi nói rằng là cái giáo pháp này, hoặc là những cái lớp học này, hoặc là phải đặt tên là Phật pháp nhiệm màu. Hoặc là có nhiều khi mình cũng tự xưng được mình là Phật pháp nhiệm màu, tại vì là mình lấy đúng cái lời của Đức Phật dạy, mà khi mà mình thực hành theo á, là mình cảm thấy là an lạc được ngay cái chỗ đó liền, ngay cái lúc mà mình thực hiện, mình được cái sự an lạc liền. Quý vị biết rằng những ngày nay chúng tôi cũng rất là buồn khi mà nhìn lên khi mà chúng tôi nhìn lên cái phòng của Ngài Hòa Thượng, thì mình biết rằng là không bao giờ mình có cơ hội mình gặp lại rồi. Đó, không bao giờ mình có cái cơ hội mình gặp lại rồi. Nhưng mà lúc đó chúng tôi nghĩ rằng vừa cái hình ảnh đó nó làm cho mình vừa chuẩn bị mà rơi nước mắt, là chúng tôi liên tưởng qua cái vấn đề khác liền. Chúng tôi nhớ ngày xưa thì Hòa Thượng giảng những cái câu Phật ngôn nào, mình đọc lại những cái câu Phật ngôn đó. Cũng như chúng tôi nhớ Hòa Thượng: ai quăng bỏ thân này không nắm lấy thân sau, dù có chết cách nào ta tuyên bố vô tội. Chúng tôi nhớ những cái câu Phật ngôn đó mà Hòa Thượng ưa giảng cho mình nghe: dù có chết cách nào ta tuyên bố vô tội, vân vân. Đó, mình nhớ từng cái lời phân tích. Thì để chỉ vì để cho mình không có bị cái nỗi sầu u nó chi phối mình khi mà mình nhớ đến những cái câu Phật ngôn. Thành ra đó, chúng tôi mới nói rằng là khi mà mình học được những cái bài kinh này, hoặc là những cái câu Phật ngôn này, dù là ngắn, dù là một cái câu ngắn thôi, thì quý vị thấy rằng nó mình tụng đọc đi, mình suy ngẫm lại, nó an lạc ngay trong hiện tại luôn. Thành ra mình nói là nhiệm màu, là nhiễm màu cái chỗ này, nhiễm màu cái chỗ này đó quý vị. Đó, kế tiếp á, là chú cảnh giác, chú tâm cảnh giác. Chúng
tôi nhớ mà lúc trước có đọc cái bản kinh này là chú tâm tỉnh giác, không biết là cảnh giác hay tỉnh giác. Có nghĩa là như thế nào quý vị? Khi mà mình tu tập á, ở không phải là ngồi trong chánh điện mà mình hành thiền mình mới có cái sự mà cảnh giác hoặc là tỉnh giác, mà ngay cả trong bốn cái quan nghi đi đứng nằm ngồi chúng ta cũng phải có cái sự tỉnh giác. À, khi mình đi kinh hành hoặc là mình ngồi cũng vậy, mình đi mà mình không có tỉnh giác là như thế nào quý vị? Vừa đi vừa ca, vừa đi vừa suy nghĩ cái điều này, vừa đi vừa suy nghĩ cái điều kia vân vân, rồi nói chuyện đồ này kia vân vân, thì cái đó là trong cái quan nghi của mình, trong cái quan nghi đi của mình không có tỉnh giác. Thì ngồi nằm đứng cũng vậy, ngồi nằm đứng cũng vậy. Rồi khi mà mình ngủ cũng vậy. Quý vị đã từng trong cái giấc ngủ của mình, trước khi ngủ mình nằm với tư thế này, sau khi thức dậy mình nằm với tư thế kia, cái điều này là ai cũng trải qua hết. Nhưng mà khi mà chúng ta nghe những cái bài kinh này rồi á, thì trước khi chúng ta đi ngủ chúng ta nhớ, phải ghi nhớ mình nằm cái thế này nha, nằm cái thế này nha. Rồi sáng mai dậy mà thấy hồi tối đó mà mình nằm coi như là mình nằm trên giường, mà bây giờ sáng dậy thấy mình nằm dưới đất là biết là mình tu tập là cũng như là cũng ghê hồn lắm rồi đó. Cái đó là không có cái sự tỉnh giác đó. Thành ra khi mà mình vô mình nằm cái tư thế đó, khi mà sáng mình dậy đó thì nó xê dịch tí xíu đó, thì còn chấp nhận, xê dịch tí xíu còn chấp nhận đó. Rồi khi mà mình thức dậy, mình ghi nhận hoặc là mình làm những cái công việc khác, mình đều có cái sự ghi nhận. Và ở thì đó là mình có cái sự tỉnh giác. Nhưng mà ở đây chúng tôi cũng nói thêm quý vị, nói thêm quý vị, có những người á, người ta thấy sáng các cái vị sư hối hả đi ăn sáng, rồi người ta cũng có cái sự chê bai. Chê bai có nghĩa là làm gì mà vội quá, làm gì mà vội quá vậy đó. Thì ở trong những cái lời giải thích của những cái vị trưởng lão đó, có lần chúng tôi được đọc các vị trưởng lão mới giải thích rằng đối với cái cơ thể của chúng ta, đất lửa gió nó ưa bị cái sự bất hòa, bất hòa. Cũng như thường thường quý vị biết rằng ví dụ như là các vị sư tu tập thì thường thường đúng là 6 giờ mới 6 giờ sáng là mới ăn sáng, mới đói bụng. Nhưng mà có những vị thì 5 giờ rưỡi đã đói rất là nhiều rồi, đã đói cồn ruột rồi, cồn cào ở trong ruột rồi. Thành ra khi mà lên tới bàn ăn thì cái vị đó sẽ ăn một cách nó hơi hấp tấp, hơi vội vàng đó. Thì những cái trường hợp đó chúng ta khoan chê những cái người đó là tại sao vậy quý vị? Tại sao vậy? Tại vì do cái chất lửa nó thiêu đốt vật thực trong đêm đó nó quá mạnh, quá nhanh, thành ra làm cho cái người đó bị đói sớm, thành ra trong cái sự khi mà mình cái cơ thể mình chịu không nổi nữa thì mình không còn giữ được oai nghi đó. Thành ra các vị trưởng lão nói có những vị như vậy đó, nhưng mà khi mà quý vị thấy rằng cái vị đó đã uống xong một chén cháo rồi đó, cái vị đó đã lấy lại được cái quân bình ở trong người, thành ra khi mà trở về gốc thì cái vị đó có oai nghi tế hạnh, có nghĩa là có cái sự chú tâm cảnh giác trong cái oai nghi đi của mình đó. Thì những điều này á, chúng ta nên xét lại cơ thể của chúng ta đã từng xảy ra hết, có bữa đó thì sáng chúng ta chưa có bị đói bụng sốt, thành ra khi mà lên bàn ăn chúng ta ăn rất là từ từ, ăn giống như là quý tộc mà nó ăn vậy đó. Đó nhưng mà cũng có những lúc là do không biết là hôm qua mình làm nặng quá, làm việc nặng quá, hoặc là hôm qua mình làm việc nhiều quá, đã sáng hôm nay mình tự nhiên mình đói, mình bị đói đột xuất rồi nha, mình sáng này tự nhiên cái giờ thấy đau bụng đó. Thành ra đó mà mình bị nó chi phối bởi cái quả đại của mình.
Thành ra bây giờ đó mình bị cái sự đói bụng nó chi phối, thành ra mình ăn nó, cái quan nghi mình nó không có mình giữ được giống như những ngày trước. Thì chúng ta xét mình, rồi chúng ta biết, chúng ta nhìn người khác chúng ta cũng biết. Tại vì á, chúng tôi, tại sao mà chúng tôi nói ra những cái điều này quý vị? Chúng tôi nói ra những cái điều này á là tại vì ở trong kinh cũng đã từng xảy ra, ở ngoài đời cũng đã từng xảy ra. Chúng ta không khéo á, chúng ta sẽ dễ bị mang nghiệp. Quý vị biết á, khi mà cái thánh đạo là cái thánh đạo á, là thí dụ như là sơ đạo hoặc là nhị đạo mà sanh lên, là quý vị biết rằng cái người này á, trước tiên á, là phải có cái chánh kiến hiểu biết về nghiệp. Hiểu biết về nghiệp thì coi như là sơ đạo mới sanh lên được. Chứ chúng ta mà không có cái chánh kiến, chúng ta không có cái chánh kiến biết gì về nghiệp á, đừng có hòng mà sơ đạo sanh lên. Cái điều này nó rất là quan trọng. Thành ra chúng tôi muốn gắn cái yếu điểm, muốn gắn cái vấn đề này vào ở trong chi pháp, để cho những người mà không khéo người ta gặp những cái điều này mà người ta phê bình là coi như là dễ bị mang nghiệp. Cũng như có lần chúng tôi đọc ở trong kinh nói cái vị trưởng lão đó, do cái buổi sáng đó, đói bụng quá, thành ra đi bát khất thực, đến một cái ngôi nhà đó, người ta vừa cúng được một cái chén cháo nóng, thì cái vị trưởng lão đó mới đứng phước qua một bên, rồi lấy cái muỗng để mà múc cháo mà dùng. Thì cái vị sư trẻ đó nói rằng cái vị sư già này không có đợi được là đi về tới chỗ ngủ của mình rồi dùng hay sao. Đó, thì quý vị biết á, cái vị trưởng lão đó, cái vị sư già đó mới hỏi, này hiền giả có đạt được cái vị thế nào ở trong cái giáo pháp này chưa? Cái chân đứng ở trong cái giáo pháp này chưa? Rồi, thì cái vị trưởng lão đó hỏi xong vậy thôi, rồi cái vị trưởng lão đó mới đi. Thì cái vị sư trẻ này á, mới ngồi suy nghĩ, tại sao mà cái vị trưởng lão lại hỏi mình như vậy? Thì cái vị sư trẻ này mới biết là coi như là mình đã xúc phạm đến vị trưởng lão, thành ra không khéo á, cái vị trưởng lão đó là những cái bậc thanh tịnh á, thì mình không có cơ hội để mà, do cái nghiệp này không có cái cơ hội để mà đắc được đạo quả. Thành ra sư trẻ đó lật nhanh chân đi theo cái vị trưởng lão đó để mà sám hối liền. Quý vị thấy ở trong kinh điển, còn ở trong ngày nay thì quý vị thấy sao? Có rất là nhiều người coi như là không biết là mình vẹn toàn đến cỡ nào, mà mình nhìn người ta đi mình cũng phê bình, tăng cũng phê bình, mà tục cũng phê bình, nó đủ thứ chuyện hết. Thành ra đó là chúng tôi muốn nói rằng là cơ thể con người lúc này nó khác, lúc kia nó khác, đất nước lửa gió có lúc thì nó hòa bình với nhau, có lúc thì nó đánh lộn với nhau. Thành ra nó sanh lên cái chuyện mà chậm chạp hoặc là nóng nảy vân vân. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái giáo pháp này chúng ta hành theo để chi? Để chúng ta sôi rội lại trong tâm của chúng ta. Trong tâm của chúng ta. Thành ra nhắc đến cái chỗ này, chúng tôi nhớ cái chúng tôi mới vừa biết được thông tin ở trên mạng, Hòa Thượng Kim Triệu thiết cái thờ pháp là coi như là cái virus corona đó là nó giết mình ở trong cái đời này thôi. Nhưng mà cái virus mà tham sân si á là nó giết chết mình nhiều kiếp. Thành ra quý vị nên nhớ rằng là mình tu tập để mà đoạn trừ tham sân si của mình, chứ không phải là đoạn trừ những cái oai nghi của người khác. Đó, rồi kế tiếp á, thì quý vị thấy rằng cái vị thánh đệ tử á, phải thành tựu bảy cái diệu pháp. Thành tựu bảy cái diệu pháp có nghĩa là cái vị này á, muốn thành tựu bảy cái diệu pháp thì phải sao vị? Phải có lòng tin. Lòng tin ở ai? Lòng tin ở bậc đạo sư của mình. Lòng tin của bậc đạo, lòng tin được đặt vào những cái ân đức của bậc đạo sư của mình. Bậc đạo sư của mình á, bây giờ là phải chánh đẳng chánh giác thiệt không? Phải. Đó, phải bậc A-la-hán thiệt không? Phải. Ngài có phải là Đức Thế Tôn không? Ngài có phải là
bậc trưởng phu không, điều ngự trưởng phu, bậc thiên nhân sư không? Phải, mình có niềm tin. À, đối với bây giờ mà mình nói về cái giáo pháp của ngài không, à, cái giáo pháp của ngài ấy, mà không có quy luật, mà không có cái giá trị ấy, thì quý vị biết rằng ngày nay không bao giờ còn, mà ngày nay không bao giờ còn cái giáo pháp này. Nhưng mà do cái giáo pháp này là thật, là cái lời dạy của Đức Phật là đúng, là một cái lời dạy cao quý, thành ra nó mới được tồn tại tới ngày nay, à, đầy đủ cái quy luật nhị. Quý vị thấy rằng khi mà mình những cái gì á, mà nó không có cốt lõi á, nó thiệt á, thì quý vị thấy rằng nó không có tồn tại lâu đâu. Giỏi lắm là 100 năm là nó sẽ bị đi vào quá khứ, đi vào cái sự lãng quên đi. Đó, thành ra đó, muốn thành tựu được 7 cái diệu pháp là cái vị đó phải có cái lòng tin với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mình có những cái ân đức nhị, phải có tàm, có cái sự lòng tàm, có nghĩa là xấu, mình biết xấu hổ, mình biết ghê sợ với những cái ác bất thiện pháp. Nhờ như vậy á, mình mới có được đầy đủ những cái diệu pháp này. Đó có nghĩa là có tàm, có quý, rồi á, mình ngoài cái chuyện đó, mình phải có cái sự mà được nghe, phải nghe nhiều cái Phật ngôn, hoặc là chúng ta là phải làm ở trong kinh nói là mình là đa văn. Đa văn có nghĩa là mình phải nghe nhiều, mình biết nhiều mà về chánh pháp, quý vị, về chánh pháp đó, thì chúng ta phải, nếu mà chúng ta muốn thành tựu được 7 cái diệu pháp đó, thì chúng ta phải có những cái yếu tố đó, những cái yếu tố đó, rồi chúng ta có lòng tin, có tinh cần, rồi chúng ta mới có niệm, có niệm để chi, để mà mình nhớ lại những gì mình đã làm từ lâu đó, thì chúng ta cần phải có những cái pháp này thì mới đưa chúng ta thể nhập để trở thành một cái vị thánh hữu học, một cái vị thánh hữu học, quý vị. Đó rồi khi vậy thì bây giờ khi mà chúng ta có những cái điều đó rồi thì đến chỉ vì không ngừng lại ở đây mà chúng ta phải tiếp tục tu tập, chúng ta tu tập về cái sự mà hiện tại an lạc, hiện tại được lạc trú, có nghĩa là mình phải tu tập về thiền, chứ không phải ngừng lại, không phải ngừng lại đây. Quý vị thấy rằng có nhiều người á, người ta bị ngừng lại cái chỗ này, người ta thấy rằng mà bây giờ tu coi như là ở nơi thanh vắng, mình cũng không có gây lộn, mình không có làm gì mà phạm giới với ai hết. Điều đó nó chưa đâu, quý vị, chưa đâu. Khi nào mà chúng ta phát triển được thiền, rồi khi nào mà chúng ta phát triển được cái trí tuệ của chúng ta thì coi như là lúc đó đó là chúng ta mới có cái khả năng mà chúng ta ngồi yên ở đó được. Còn nhiều khi ở chỗ thanh vắng, chúng ta chưa có bị phiền não nó dấy lên, cũng như là những cái cảnh ở bên ngoài nó chưa có chi phối đó, thành ra ở trong cái phần này là chúng ta học về, nói về một cái vị mà muốn đạt đến cái bậc hữu học á, là phải có cái đức hạnh, rồi sau này là kế tiếp là có trí tuệ. Trí tuệ có nghĩa là nói về ba minh, túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Nói về đó là chúng ta phải, sau khi mà chúng ta có cái nền tảng rồi á, thì chúng ta phải tu tập những cái pháp mà nó thuộc về trí tuệ, để chi, để mới đoạn trừ được lậu hoặc. Nó còn quý vị thấy rằng đối với cái chuyện mà thiền chứng hoặc là tu tập có giới có định đồ này kia đó, nhưng mà chúng ta không tiến lên nữa, coi như chúng ta có sanh cõi trời, thì khi mà hết tuổi thọ tuổi trời ở cõi trời đó thì chúng sanh xuống cõi người. Cõi người là theo cái hạnh nghiệp riêng của mình là tiếp tục là đi nữa, là đi xuống cõi khổ nữa, vân vân. Đó, thành ra chúng ta phải tu tập cái vị hành giả đó, phải tu tập để chi, để chứng được ít nhất là cũng là lậu tận minh, nhất minh đó. Nhưng mà ở trong cái bài kinh này là nói về ba minh, túc mạng minh, là thấy được những cái đời sống quá khứ của mình, rồi do cái hạnh nghiệp vân vân. Thành ra hồi nãy chúng tôi mới nói cái vị mà
muốn chứng đắc được thánh quả Tu Đà Hoàn là trước tiên là cái vị đó là phải có cái nhiễm vị, phải có niềm tin về nghiệp và quả của nghiệp, phải có niềm tin về cái điều đó đó. Còn thì cái đó lúc đó quý vị thấy rằng khi mà mới dẫn đến túc mạng minh quý vị, túc mạng minh để cho túc mạng minh và thiên nhãn minh để cho mình thấy được kiếp sống đó đó, mình làm cái nghiệp đó, thành ra mình sanh vào cái gia tộc đó, rồi xong rồi rồi khi mà mình tử là do cái nghiệp nào ở trong quá khứ, thì những cái vị đó thấy được biết được những cái điều này là do túc mạng minh và do thiên nhãn minh. Rồi mình biết được thì sao quý vị? Mình có thích thú không? Không, không có thích thú. Đó, mình thấy cũng như là có những vị quan sát thấy cái kiếp này, cái kiếp trước cách đây 91 kiếp mình với cái bà đó là vợ chồng, rồi bà đó bả vì cái chuyện mà tư tình bả giết mình rồi thôi, thấy bả thôi bả nghiệp nặng quá gì thôi cái ngưng. Rồi cái vị đó mới quan sát coi cái vị thì khu này đang quán tới đâu, thì cái bà tín nữ đó bà mới nói bạch ngài, ngài quán thêm tớ nữa mấy kiếp nữa đi, tớ mấy kiếp nữa đi, thì cái vị thì khu này mới quán xét thấy ở trong cách đó thêm 4 kiếp nữa là mình cũng như bà này là vợ chồng, nhưng mà do mình cũng xảy ra những cái tư tình rồi mình giết bà luôn đó. Thì quý vị khi mà cái người mà người ta có túc mạng minh và thiên nhãn là nhàm chán ngày cái anh Phật hồi này nên và đắc thắng được lậu tận minh này, nó sẽ bị mê họ trinh đường lại, thành ra về đầy đủ và cái bằng mà thành trong cái này và do ấm gọn, con cũng mong quý ngài thông cảm và quý vị thông cảm cho chúng con. Bây giờ chúng con xin được biết là với cái phần phước này, con xin kính dâng đến chư tôn đức tăng và quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, mong quý ngài quý vị được an vui trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin dâng cái phần phước này lên đến Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Giác Chánh, mong Hòa Thượng mượn được cái phước này để luôn luôn được an lạc lâu dài. Và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên trong cùng chúng sanh trong ba giới bốn loài quan hỷ thọ lãnh đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thà Dạ. Sa thủ kính trình đệ tử Phật tử. Bạch thượng tọa tu sư, thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa tu sư có thể được xin thỉnh thượng tọa trả lời cho cô thân lập đầu tiên. Vậy bạch thượng tọa tu sư, cụ túc và minh hạnh cụ túc là đầy đủ cả hạnh đức và trí đức để đề cập đến bậc thánh, và Đức Thế Tôn của chúng ta ngài cũng có một cái ân đức gọi là minh hạnh túc, thì tôi có thể nói một cách ngắn gọn là một so sánh về một bậc minh hạnh túc mà chỉ cho vị chánh đẳng chánh giác có khác biệt gì với cái minh hạnh cụ túc của những vị thanh tăng đệ tử, xin kính thỉnh thưa.
Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thiên Văn Điện Tinh Phật. Kính thưa quý vị, không phải chỉ riêng có cái pháp gọi là minh hạnh túc, mà chúng ta còn có rất nhiều những cái pháp khác. Nó hiện khởi ở một cái vị nói chung, tức là cái bậc đoạn lậu là bậc A-la-hán, kể luôn cả Đức Phật. Và nó hiện khởi ở cái vị hữu học. Và cũng có thể là những cái pháp đó nó hiện khởi ở một người phàm phu thiện pháp. Nhưng mà cái sự hiện khởi đó nó lại khác nhau. Chúng tôi lấy một cái ví dụ. Thí dụ như một người bố thí, thì người đó phải có tâm thiện. Mà trong cái thời điểm, ngay trong cái lúc mà bố thí, cái sát na, những cái sát na tâm thiện đó nó khởi thì anh nổi bật lên là cái đặc tính vô tham, là bố thí. Thế nhưng một người bố thí, nếu người đó là người Phật tử có nghe pháp của Đức Phật và họ có cái chánh tri kiến về nhân quả, về những cái thiện pháp như bố thí vân vân, thì khi người Phật tử bố thí giúp đỡ cho những người nghèo khổ, hoặc là cúng dường đến các bậc, cúng dường đến Kim Tăng chẳng hạn, thì cái sự bố thí cúng dường đó hay sự bố thí tế độ đó nó sâu đậm và nó có cái nền tảng dựa trên đức tin và trí tuệ. Hơn là một người bình thường không có đức tin nơi Tam Bảo, không có trí tuệ, không có hiểu pháp, khi họ thấy những người khác, ngay trong lúc đó họ khởi lên một cái lòng nhân từ mà họ cho, nhưng mà cái sự cho của họ, cái sự bố thí của họ đó, nó chỉ là nhất thời ngay trong lúc đó thôi, chứ không phải là căn bản, không phải là căn bản của thiện tánh, nó không phải là thiện căn. Cũng như thế nào thì thí dụ đó chúng ta cũng phải hiểu. Có những thiện, có những cái đức, đức lành nó hiện khởi nơi một cái bậc đã đoạn trừ lục hoặc, tức là nội tâm hoàn toàn được trong sáng, được thanh tịnh, thì những cái đức lành đó như là minh hạnh khởi lên là do nơi cái nội tâm trong sáng, cái nội tâm thanh tịnh của cái bậc đã đoạn trừ lục hoặc nó khác. Còn đối với
những cái vị đệ tử hữu học hay là những vị đệ tử mà thuộc phàm phu, thì lúc bây giờ họ cũng khởi lên những đức lành đó. Nhưng mà những cái đức lành đó nó có tính cách giai đoạn, có tính cách tạm thời, nó không có gì cố định, không có gì căn bản. Thì nó khác nhau chỗ đó. Một cái ngôi nhà một cái biệt thự mà người ta đã xây dựng trên một cái nền móng vững chắc, đã có mặt từ lâu ở trên cái mảnh đất đó, thì nó khác với một cái căn nhà mà người ta cất tạm, cất giả chiến ở trên cái mảnh đất. Cũng là ngôi nhà, cũng có thể có cửa sổ, có cửa cái vào để có thể che mưa che nắng được. Nhưng mà một cái villa nó khác. Còn cái nhà mà cất tạm thì nó khác, có thể di dời được. Còn như một cái biệt thự, một cái villa thì nó có sự cố định chắc chắn, khó có thể thay đổi được. Với những cái thí dụ đó, chúng ta nên hiểu rằng là, trở lại cái vấn đề, Đức Thế Tôn là bậc minh hạnh túc. Thì ba minh và 15 cái hạnh đó, ba minh và 15 hạnh nó hiện khởi nơi cơ tánh của một bậc chánh đẳng chánh giác, cũng giống như là một cái vùng đất mà đã có một cái ngọn núi từ ngàn xưa cho đến bây giờ. Nơi đó có cái ngọn núi đó, cái dãy núi đó. Còn đối với một bộ thinh văn hữu học hay là một hạng phàm phu đó, thì giống như là cái ngọn núi nhân tạo người ta mới dựng lên đây, người ta chất thành đá, người ta chất đá lại để thành cái ngọn núi, người ta tạo cái cảnh trông giống như là bao nhiêu cái ngọn núi khác. Nhưng mà những ngọn núi kia là cái chân núi là từ ở dưới sâu lòng đất mà nó đá nó trồi lên. Còn ở đây là người ta xây dựng trên một cái nền đất, và người ta thiết kế để cho nó có cái hình dáng, cái hình thức giống như là cái ngọn núi. Nó cũng rắn chắc như vậy, cũng ngoạn mục như vậy, nhưng mà cái sự cấu tạo nó có sự khác. Cho nên ở đây cái minh hạnh túc nơi Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác là được cấu tạo bởi ba la mật ngài đã tu luyện từ trong vô lượng kiếp ở trong quá khứ. Ba la mật dày dặn, cho nên bây giờ khi mà trở thành bậc A La Hán chánh đẳng giác rồi thì minh hạnh túc nó hiện khởi, mà ngài không phải là tu tập từng bước từng bước, từng món từng món.
Còn bên hạnh túc của bậc Thanh Văn nói chung á, tức là phải trước tiên là phải do từ cái sự nghe pháp của bậc của Đức Phật, do từ cái sự nghe pháp, rồi do nhờ có đức tin từ nơi Đức Phật, rồi mới bắt đầu tu tập từng phần đầy đủ như vậy á, thì lúc bây giờ cũng thành tựu được minh hạnh túc. Nhưng mà cái sự đầy đủ minh hạnh thì nó phải được thiết lập, được cấu tạo bởi một cái nền tảng khác, chứ không phải như là bậc A La Hán trên nạn giác. Chúng ta cũng có thể hiểu theo một cái thí dụ nữa. Thí dụ như có người, cái bản chất của họ yếu ớt, từ nhỏ cái thể tạng của họ yếu ớt, thể lực yếu ớt, rồi khi mà họ được vị thầy dạy cho họ võ nghệ, dạy cho họ cách luyện tập để họ có được cái thể lực mạnh, có cái nội công thâm hậu, thì cái thể lực dồi dào, một cái nội công thâm hậu của người đó là do cái sự luyện tập từ một cái thể lực yếu ớt, rồi theo cái phương pháp luyện tập dần dần họ mạnh mẽ. Đối với một số người thì cái bẩm sinh của họ đã là mạnh mẽ, tự họ đã có một cái thể lực mạnh mẽ, cho nên đối với người đó họ không cần phải luyện tập nhiều, mà họ bắt đầu đi thẳng vào những cái chiêu thức của võ thuật, thì họ trở thành một người có cái sức mạnh bẩm sinh. Ở đây đối với một bậc cảnh giác á, giống như một người có cái sức mạnh bẩm sinh vậy đó. Còn đối với bậc Thanh Văn thì những cái đức lành như là minh hạnh phải do cái sự tu tập rèn luyện mà thành mà có được. Thì như vậy chúng ta phải hiểu giống như là một người cái thể tạng của họ yếu ớt, nhưng mà sau đó nhờ họ được cái sự dắt, được cái sự hướng dẫn cho phương pháp luyện tập, và họ siêng năng, họ luyện tập mỗi ngày, dần dần họ có một cái sức khỏe tốt, một cái thể lực tốt. Tất cả những cái thí dụ mình chúng tôi cứ đem ra trình bày như vậy đó, để giúp cho các vị hiểu và phân biệt được giữa cái sự đầy đủ minh hạnh. Minh hạnh tốt có nghĩa đầy đủ minh hạnh. Cái sự đầy đủ minh hạnh của Đức Thế Tôn
nó khác với cái sự đầy đủ minh hạnh của một bậc thanh văn là như vậy. Mà nói thêm nữa là cái vị thanh văn á, nó còn tùy minh hạnh của một bậc thanh văn mà đoạn lậu, tức là bậc A-la-hán, với minh hạnh của một vị thánh hữu học từ Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, nó có khác, nó khác nhau ở chỗ là đối với vị A-la-hán thanh văn á, thì vị đó đã thanh tịnh, đoạn trừ phiền não, do đoạn trừ phiền não cho nên hoàn toàn thanh tịnh. Thì cái minh hạnh của một cái vị hoàn toàn thanh tịnh á, nó khác hơn minh hạnh của một người vẫn còn chút ít phiền não như bậc không học. Và minh hạnh của một cái vị hữu học á, dù sao đi nữa thì thánh đạo, thánh quả, đạo tuệ, quả tuệ, Makkhanyana và Phalanyana đối với một bậc hữu học đã chứng, đã đắc đạo quả Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, vị đó đã chứng, đã đắc, cho nên minh hạnh của vị đó cũng khác với cái minh hạnh của hạng phàm phu. Chẳng hạn như hạng phàm phu như chúng ta vẫn thành tựu được bảy diệu pháp. Trong bảy diệu pháp đó như là tính, là đức tin, tính Phật, tính Pháp, tính Tăng, tính tàm quý, cần văn thiết, cần đa văn, chánh niệm và trí tuệ. Nhưng mà nói đến cái đức tin đó, thì đức của phàm phu của chúng ta, chúng ta nghe và chúng ta tin, ngưỡng mộ nơi Phật Pháp ta tin, thì cái đức tin đó, cái diệu pháp đó, nó thành tựu, nó có khác với bậc hữu học Tu Đà Quần. Vị Tu Đà Quần là vị đó do vì cái pháp nhãn ly trần vô cấu khởi lên, dâm thâm băng văn kinh chí thâm băng samudayam sappantang nirodham, bất cứ pháp nào có tánh tập khởi, những pháp ấy đều có tánh quậy diệt. Vì đó chứng ngộ điều này, giác ngộ điều này, cho nên cái niềm tin của vị đó khác hơn niềm tin của phàm phu chúng ta. Chúng ta thì lúc nào chúng ta quá ngưỡng mộ Đức Phật thì cái đức tin lúc đó chúng ta tạm gọi là thanh tịnh, tạm gọi là trong sạch, tốt, có chánh kiến. Nhưng mà có những lúc đó, vì chúng ta không có thấu rõ, không có hiểu được cái chân lý của pháp, cái sự sanh diệt của pháp hữu vi, không thấu rõ được niết bàn, do vậy có những lúc mà chúng ta lại lờ mờ với hình ảnh của Đức Phật, chúng ta lại lờ mờ với hiệu năng của chánh pháp, cho nên có lúc chúng ta lại không có nghĩ tưởng đến Đức Phật, không có nghĩ tưởng đến giáo pháp, cho nên khác nhau. Cũng tu tập về bảy diệu pháp nhưng mà khác nhau. Còn như những vị đạo sĩ ở bên ngoài đó, những vị tu sĩ ở bên ngoài, họ có thể họ đắc được thiền, họ tu họ đắc được thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hoặc là những vị tỳ kheo tu tập đó, các vị đó cũng thu thúc lục căn vân vân. Nhưng mà cái đó là do cái sự cố gắng nỗ lực thì nó khác. Một người không bệnh, cái sức khỏe của họ nó khác. Còn một người
Do vì nhờ uống thuốc mỗi mỗi ngày cho nên cái sức khỏe của họ ổn. Thì cái sức khỏe của người mà được ổn do nhờ uống thuốc đó, cái sức khỏe đó nó không có đảm bảo như là cái sức khỏe của một người không có bệnh. Hai cái trường hợp đó nó khác nhau. Cho nên chúng ta cứ suy tư như vậy để chúng ta nhận ra được cái sự khác biệt giữa minh và hạnh của bậc chánh đẳng chánh giác và minh hạnh của bậc thanh văn. Vô học thanh văn, hữu học, và nó cũng có khác với cái minh hạnh của cái hạng phàm phu của chúng ta đang cố gắng nỗ lực tu tập để mà có được. Đó là những gì mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi thảo luận số 1 mà Thượng Tuệ Đẳng vừa nêu. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú kính trưng Thượng Tọa Thầy Sư. Bạch Thượng Tọa Thầy Sư, ở trong bản dịch đó, thì chữ Charana dịch là hạnh đức, và Vichcha thì dịch là trí đức. Khi mình nói về người Việt Nam mà nói về hạnh đức và trí đức đó, thì mình nói tới hạnh đức là những cái tánh hạnh hiền thiện, và nói về trí đức là chúng ta nói về tuệ sáng suốt. Nhưng mà ở đây trong 12 cái gọi là hạnh đức đó, thì ở trong đó có đa văn và có trí tuệ, tức là trong 7 diệu pháp đó, có đa văn và trí tuệ. Và ở trong trí đức thì đặc biệt chỉ đề cập đến ba minh thôi. Tam minh là túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Thì thứ nhất mình thường từ siêu, tại sao chữ chá ná mà dịch là hạnh đức thì nó bao gồm cả đa văn và trí tuệ, mà trong lúc mà chữ chữ quyết chá chúng ta dịch là minh đức hay là trí đức, dịch trí đức thì ở đây có ý nghĩa đặc biệt của chữ Vichcha so với cái trí tuệ bình thường không? Xin kính thỉnh Thượng Tọa hãy trả lời. Thật ra cái máy của chúng tôi nó không biết là chúng tôi nói quý vị có nghe rõ, nghe liên tục không? Khi mà Thượng Tọa Giác Đẳng nêu cái câu hỏi đó, chúng tôi có khi nghe, có khi không nghe. Đức khúc. Cho nên chúng tôi chưa có nắm được cái ý nghĩa chính mà Thượng Tọa vừa nêu. Chỉ có điều là ở đây thưa quý vị, bây giờ chúng ta nói, chúng ta nói ngay cái chữ dùng ở trong cái chỗ này đi. Thật ra cái chữ của cha đó nó xài cái nghĩa rộng lắm, nhưng mà chúng ta lấy riêng ở cái chỗ này để chuyện ở trong cái bài kinh này đó, thì cũng có nghĩa là trí tuệ, nó cũng chỉ cho trí tuệ.
Nhưng mà nếu đã là nói đến cái phần thế đức thì cũng nói nhắc trí tuệ, mà trong cái phần hạnh đức charana thì trong đó cũng trí tuệ, như là cái sự đa văn hay là tuệ, thì với nhau chỗ này cái gọi là đa văn hay trí tuệ ở trong bảy diệu pháp mà vị một vị hữu học thành tựu đó, mà thuộc về hạnh đức, thì cái đó nó thuộc về cái trí dục giới, cái tuệ dục giới cảm giác phù mỹ của cha rác bên nhà. Còn ở trong cái trí đức, tức là cái của cha đó, như là túc mạng binh sanh tử binh đó, thì cái này nó thuộc tuệ ở trong cái lĩnh vực của thiền sắc giới, gọi là rupa của cha rác bên nhà. Còn lậu tận minh á thì nó thuộc về cái lĩnh vực tuệ siêu thế. Ở đây pháp lữ cũng phải chú ý ở chỗ này nè, khi nói đến tâm minh á thì túc mạng minh, biết được đời sống quá khứ, và thiên nhãn minh hay sanh tử minh đó, thiên nhãn thông hay sanh tử minh nó thuộc về là biết được cái sống và chết của chúng sanh đó, thì cái đó Aphinya, tức là thần thông của thiền sắc giới, mình phải phân tích như thế. Cho nên mỗi một lĩnh vực khác nhau, ở trong cái hạnh đức mà có cái sự đa văn xuất tác và có trí tuệ như niệm và tuệ đó, thì cái sự đa văn này với tuệ này nó thuộc về tâm sở tuệ quyền, tương ưng với cái tâm thiện dục giới, nói rõ cái chi pháp này. Nhưng mà cái tuệ dục giới, cái tuệ mà thuộc về thiện dục giới, cái tuệ đó phải là cái tuệ tu tập rèn luyện mới có được. Còn cái gọi là tuệ mà ở trong thính thần thông như là túc mạng minh hay là tử minh, thì cái tuệ này đó là do chứng đắc thiền định, nó phát sinh từ tâm định, tuệ tương ưng với định đó, mà có được. Còn cái lậu tận minh đó là một trong tâm minh, lậu tận minh này là tuệ mà ở trong
tứ quả A La Hán thuộc về tông quả xu thế, nó khác nhau. Cho nên chúng ta nắm vững được cái chi pháp đó rồi thì chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa này rất là dễ dàng. Chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa rất là dễ dàng, không có gì khó. Còn nếu mà chúng ta chỉ lấy danh từ cái gì là hạnh đức, cái gì là trí đức, cái nào là tuệ mà cái nào là minh, thì chúng ta cứ lấy xài lấn cứng qua lại cứ ngược, từ ngữ với ý nghĩa thì chúng ta sẽ bị rối lên đi. Chúng ta cứ lấy cái chi pháp là tâm sở, tuệ quyền và nhìn thì giác. Rồi cái tâm sở đó nó tương ưng với pháp nào, nó thành tựu được những gì. Thí dụ như tâm sở tuệ quyền, tâm sở trí tuệ mà nó tương ưng với thị dục giới thì nó sẽ giúp cho thành tựu đa văn trí tuệ ở trong bảy dược pháp. Mà sở hữu tuệ quyền đó mà nó tương ưng với ở bốn thiền sắc giới thì nó sẽ thành tựu được minh, hay là thành tựu được trước và thuộc về túc mạng minh, sanh tử minh. Còn cái sở hữu tuệ quyền đó với đạo quả A-la-hán thì nó thành tựu được gọi là lậu tận minh A-sa-vắc, thấy giác nhà nát là lậu minh, chỉ có vậy thôi. Đó là ý nghĩa mà chúng tôi xin được trình bày trong cái câu thảo luận số 2 mà thượng tọa giác đẳng vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy. Mấy hôm nay lần nào những cái câu hỏi phân tích trả lời xong thì cũng đã trễ giờ quá. Xin thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại đúng bích buổi học. Nam mô Bụt Thầy. Sa thu kính chân ngài thượng tọa thật sự. Cũng rất là may mắn là trong phòng học của chúng ta có trễ giờ cũng không ai phạt tiền, thật ra cũng tốt, không phải sao. Kính trưng siêu vị kính trưng sư tôn siêu và chư vị giảng sư rung để thuyết giảng chương trình sinh hoạt hôm nay của rung Phật pháp với Đức Tham Ma đến đây đã kết thúc. Kính đại lễ diêu tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy.